Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên, trân trọng xin kính chào quý vị khán thính giả gần xa. Một ngày mới an vui thịnh vượng. Kính thưa quý vị, hồi trước tới giờ thì trong sấm giảng của Đức Thầy có nói nhiều về giặc tần, cũng như trong bài tự tháng có câu đầu tiên là vì đâu bốc ngọn lửa tần mà lòng tăng sĩ như dần nát tan, thì những dần sấm thơ này nói lên những điều gì? Xin mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu xem qua, và xin trân trọng kính chào quý vị. Mời quý vị theo tiếp tục chương trình. Đức Thầy viết rất nhiều về giặc tần có trong thi văn giáo lý của Ngài. Ngoài ra còn nhiều mẩu chuyện bên lề được kể lại từ các bô lão lớn tuổi đã từng trực tiếp nghe Đức Thầy chỉ bảo, nhưng hiện nay không có chứng từ nên chúng tôi không dám kể ra sau đây. Mặc dù đó là sự thật có liên quan đến giặc Campuchia sau này. Trong một đêm tại nhà thương chợ quán, Đức Thầy viết bài tự tháng. Trong nội dung bài ấy, Đức Thầy rất lo cho dân chúng sẽ gánh lấy cái khổ nạn dưới sự trả thù tàn bạo của giặc Cao Miên, làm cho lòng dạ ngài tan nát. Ngài phải cất tiếng than rằng: vì đâu bốc ngọn lửa tần mà lòng tăng sĩ như dần nát tan. Sau câu suy vấn này, Đức Thầy cho ta biết Campot nó mang cái hậu hận do chính ông cha nó gây ra. Nó quên đi nghĩa ân đã từng được ông cha ta bao phen giúp đỡ khôi phục ngai vàng. Đất nước được hòa bình độc lập đó là do ông cha nó tự dâng hiến. Tần ban hậu hận tiên diêu động, Nam quốc lương dân kiến linh xa. Giặc Cao Miên này nó đã một lần hai lượt nghe lời Trung Quốc xúi giục, liên kết nhau mưu đồ tóm thâu Nam Việt nhưng không thành. Điển hình vào năm 1979, Trung Quốc tấn công phía Bắc, quân Cao Miên tấn công phía Tây Nam, điển hình là trận Ba Chúc, bị quân ta phá tan. Phiên Tần hai nước mưu đồ tóm thâu Nam Việt bị Hồ phá tan. Cũng cùng trong trận giặc này, Tứ Thánh có nhắc tới Liên Xô mà nhân dân Việt Nam ta còn phải nhớ ơn dài dài sắp tới nữa, bằng câu Nga trực cỡ thận bốn tiền. Lúc này Trung Quốc tập trung với 600.000 quân tấn công biển người ở phía Bắc để dạy cho Việt Nam ta bài học với mục đích là xâm lược và thôn tính. Lúc đó có mặt của các cố vấn chuyên gia chiến trường của Liên Xô, thấy tình hình Việt Nam không thể đương đầu nổi cho nên xin viện trợ khẩn cấp súng đạn phi cơ của Liên Xô đem qua kịp thời ứng phó với Trung Quốc. Đồng thời ở Biển Đông có tàu chiến Án Ngữ, xa hơn nữa ở phía Bắc nơi biên giới Mông Cổ với Trung Quốc, Liên Xô cho quân dàn trận kêu gọi Trung Quốc phải ngưng ngay cuộc tấn công Việt Nam. Nhờ đó mà Trung Quốc rút quân. Nhưng quân Trung Quốc này nó vẫn không từ bỏ dã tâm xâm lược. Với dòng máu tham lam của cha ông nó để lại, lúc nào cũng muốn thôn tính Việt Nam cho bằng được. Trung Quốc mưu tính
với quân Cao Miên một lần cuối cùng nữa, gây nên mầm mống cho chiến tranh thế giới lần thứ ba. Lần này quân Cao Miên mới thật sự tràn qua nước ta. Lao sao bể bắt non tầng, quân phiên tham báo xa gần cũng qua. Tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Đức thầy cũng cho biết, đây cũng là màn chiến tranh thế giới sắp kết thúc. Muốn biết chừng nào quân Campuchia khởi dậy thì hãy xem đức thầy chỉ bảo. Cờ thế giới ngày nay gần thúc, nên Phật tiên phải xuống hồng trần. Chừng lao sao ác thú non tầng, thì Nam Quốc lương dân mới biết. Vậy thì ác thú non tầng bao giờ mới lao sao? Biết được năm quân Campuchia khởi dậy là năm nào? Đức Bổn Sư đã khẳng định như sau: xà cất cổ tầng dương tiên khởi. Đúng vào đầu năm Tỵ thì quân Campuchia phản phúc mang quân tràn qua Việt Nam ta. Thời gian này trong Tam Hoàng Thơ có báo trước: tháng 7, tháng 8 đi mời, mời anh mời chị đá chơi một sòng, ăn Tết đi đá thật đông, đã qua Chợ Lớn Gò Công trở về, đi cùng thành thị thôn quê, chú đi lục tỉnh trở về tay không. Vào tháng 7, tháng 8 của năm Thìn thì quân Campuchia bắt đầu khởi dậy. Đúng ngay đầu năm Tỵ, Việt Nam ta bắt đầu ăn Tết thì quân Campuchia nó tràn qua. Đúng là xà cất cổ tầng dương tiên khởi, hoặc long vĩ xà đầu khởi chiến tranh. Trong bức đồ thư cho biết quân Campuchia sẽ chiếm đất ta đến 3 năm 6 tháng. Với đức thầy cũng thế, được ngài tiết lộ trong bài tự tháng như sau: đầu canh tiếng động bên nhà, chờ ba canh một thì gà gái tan. Đầu canh cũng có nghĩa là đầu năm, tiếng động bên nhà. Nước Campuchia giáp ranh với nước ta, nó rục rịch nổi dậy. Canh ba là ba năm, lẻ một là sáu tháng. Thì gà gáy tan thì đến năm Dậu thì mới bình yên. Chúng ta thử tính thời gian xem có ăn khớp hay không. Ba năm khởi đầu vào năm Tỵ đến Ngọ đến Mùi, thêm sáu tháng thì lọt qua mùa hè của năm Thân. Đức thầy còn cho biết, vừa kết thúc giặc Campuchia chưa phải là hết. Nối tiếp theo dân chúng sẽ còn một cảnh khổ thảm sầu cuối cùng nữa. Đó là sự xuất hiện của con long ác nghiệt, người tín đồ thường gọi là ông Năm Chèo. Qua năm dê đến lúc mùa hè, trong bá tánh biết ai hữu chí. Ta chịu lệnh Tây Phương thọ ký, dình nghiệt long đặng cứu Dương Trần. Qua năm dê là hết năm dê, đến lúc mùa hè, mùa hè là năm Thân. Ta chịu lệnh Tây Phương thọ ký, đức thầy dân lệnh Phật Tây Phương trở về, dình nghiệt long đặng cứu Dương Trần. Đức thầy thâu phục con long ác nghiệt để cứu chúng sanh. Thâu phục con long ác nghiệt chính là màn lớp cuối cùng của thời Hạ Quân Hạ. Lần thứ chót gọi lời kêu thúc, thầy nhắc cho bổn đạo rõ lòng. Chừng ơn trên ban được lục thông, thầy mới được Tây Đông du thuyết. Thâu cho được con long ác nghiệt thì khắp nơi mới biết mến yêu. Đến chừng đó chúng sanh mới biết được đức thầy là ai. Đến chừng thú ấy phục tùng, bá gia mới biết người khùng là ai. Kính thưa quý vị
Lợi Binh qua với tiêu đề nói về giặc Tần là Cao Miên, Campos. Đến đây video clip xin tạm dừng. Kính chúc quý vị một ngày mới thân tâm an lạc, vạn sự như ý. Và nếu thấy video có phần bổ ích, kính mời quý vị ủng hộ bằng cách đăng ký và nhấn like, chia sẻ. Trân trọng cảm ơn quý vị. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp theo là bài tự thân. Nam mô A Di Đà Phật. Vì đâu bất lưỡng tâm mà lòng tâm thể dần nát tan, ngày mình chọn kiếp con quan quê hương dài đã dẫm tràn sơn xuyên, tổ đường còn hẹp cần quyên, tờ đường không thân nhớ phiền chờ cháu. Hai em theo trí thân đồng, chỉ là an phận theo chồng đàn phân. Từ mang một tấm áo vàng, mùi thiền đã bắn ở nhà lạc quay. Sau tăng ra phần râu mày, một đời một đạo đến ngày chung thân. Tuy là ta tích có nhân, nơi đời thiếu mắn sống gần cửa thôn. Sơ bây buộc chặt cõi lòng, còn ơn út dục để ngần mây sáng. Bể trần sông cuồng lao sang, sông thủy bát nhã vào một phen. Quán chi lực kém tài hèn, dù đời bạc đai ngõ đèn cứ nêu. Soi tờ đài trống xa liều, cho người kỳ lạc biết điều nhớ nhân. Tài tay ai chữ cân phân, trời ban quả phúc một lần cho mắt đèn thấy mắt trắng loàn, Phật ma ma Phật mới ra giờ tù. Trời già tay kéo kéo, sắp chi chua ngọt pha buồn lẫn vui. Năm cánh luôn nhận sụp rồi, cám trong nhân chủng lắm người dở dơ. Sầu chúng ta khóc tiếng
rầm rầm sóng nổ trên đồi ta. Đồi xanh tiếng đồng bên nhà, chờ bán mổ thì gà gáy ta. Ngày xuân khắp cõi ta là người quê quá chờ như toàn đất. Giờ cơn gió bất bình số trời đã định bóng mình biết sao. Ngày xưa mấy bậc yên hào, vào đánh ra phủ giả nào trách ta. Thân này đã lắm cầm nhau, nhuôi cò bắt ái bền ra đợi chờ. Đêm khuya dấu lòng như tờ, dài hạt nhũ hết cho ngóng lòng. Ngắm tình đừng lắm ngóng trông, hùng tình soi trời đông lòng. Hèn gì mất quá đôi đều đi chết coi bờ chưa xong. Thôi thì lòng dặn ấy lắm đây đến cuộc ấy rồng chẳng ta. Đêm khuya lo hết trường xa, phòng khuya lạnh lẽo của ta. Gật gù suy cô thân dâu, quyết tay mấy cào gánh gồng chưa yên. Khi thầm nhớ đến tiếng quyên, gọi hồn cô bốc sầu riêng. Trầm ngâm giá mặt làm thân, tựa mình bên ngôi giấc quỳnh đã say. Mơ tiếng hồn dục bay. Nam mô